Đây là bà mẫu Bioma. Mẫu này là tay chữ dài, thì tay dài hay tay ngắn? Em tay dài hả? Tay dài quần dài á khách. Mẫu này tay dài quần dài á. Nó có mấy quả tuyết bông như vậy nè. Giải hay giải măng rô. Form thì tầm 40 đến tầm cái lòng em nói nhầm nha. Form phải từ 45 đến tầm 60 kg vừa. Còn nếu mà khách nào mà 40 kg á, thì mặc rộng lắm. Còn hoặc là 65 kg thì phải cao từ 1m6 ha. 62 đổ lên, 6m6 là 62 đổ lên thì mặc mới vừa. Cổ là cổ cổ điển nha. Rồi bung bảng 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 hình ra cho khách coi đi. Đây à, cái kiểu thiết kế của nó là cổ cổ điển, tà thì gọn sóng, tay sóng, tay dơi tí, hơi dơi tí, dơi nhẹ thôi. Quần người quần dài, áo tay ngắn cho khách. Em nãy em nói nhầm là tay dài, mẫu này là tay ngắn, tay ngắn quần dài. Đây xong cổ, đây cổ xưởng bên em làm thì đường may nó kỹ, đường quần quần thì có túi nè, cái lưng thun của cái quần nè. Đây giải cái túi là giải ở trong á, là em cái mẫu này là giải ở trong cùng màu với cái giải luôn, giải của cái quần ở ngoài luôn. Là mấy chị mặc thời gian dài lâu dài cái túi nó vẫn y nguyên này, nó không có bị gấp. Còn có nhiều trường hợp, nhiều xưởng á thì may cái túi ở trong này màu trắng là bằng cái giải, cái bằng vẽ gì em cũng không biết nữa, nhưng mà nhìn cái giải đó là mặc màu trắng ở trong nó hơi thô một tí á, mặc thời gian cái túi nó bị gấp. Đây rồi cái quả tiết màu vàng đẹp quá mấy chị, viền phối viền cái cổ như vậy nè, đẹp lắm. Mẫu này là có 5 nút nha, tay dơi nhẹ nha, tà gọn sóng, cổ điển, cổ thì cổ điển 1 2 3 4. Ủa sao có 4 nút vậy, em đếm lại 4 nút hay 5 nút? Có 4 nút nha mấy chị, PMA này 4 nút, 4 nút chứ không phải 5 nút, em nói nhầm nha. Tay gọn sóng đây, tay phối như vậy đây, vải là măng rô, không nhăn, mặt rất là mát nha, thấm hút mồ hôi, rất là mát, không nhăn, không mỏng. Quần thì có túi, phơm thì tầm 45 đến tầm 60 kg. Đây, cái quả tiết của cái quần dài đây, quần là quần dài nha. Mấy cái quả tiết như vậy nè, nhìn á thì nhìn ở trên hình á, chụp á thì nó hơi dìm một tí. Ở thực tế ở ngoài nó mặc rất là sang, rất là đẹp, mặc lên nhìn cái bộ, nhìn cái quả tiết nó lạ mà nó sang lắm mấy chị. Đẹp lắm. Bộ đồ vải măng rô mà măng rô xịn, nó cầm lên nó thước tha, nó không có bị thô, mềm mướt lắm. Đường may đồ kỹ luôn. Đưa lại cận cảnh cho mấy chị coi. Đừng để cái tay em để cái vải thôi nha mấy chị. Làm quá rồi á, không có thời gian đi làm móng làm mai gì hết. Quả tiết này cũng đẹp quá. Quả tiết này cũng đẹp, cổ là cổ điển nha, tay là tay dơi nhẹ nha. Hết chưa? Chạy 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 cái kiểu ra đi em. Túi là cái túi ở trong cái túi này nè, là nó cùng cái vải này luôn. Đó. Nó cùng cái vải luôn, nhiều khi á nó như vậy thôi, những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy thôi là nó kéo cái bộ đồ lên giá, nhưng mà giá trị của bộ đồ rất là, bộ đồ có giá trị. Đường may rồi chất liệu vải rồi phơm dán này kia nữa. Đây quả tiết này cũng đẹp, quả tiết này mặc lên trắng da lắm, mà màu đen truyền trắng, đen mà phối với trắng là bao đời nay. Cổ điển nha, tay dơi vậy nè. Đó mấy chị thấy không, đẹp quá. 4 nút nha, BMA 4 nút, tà gọn sóng nha, may đường may nè, đạp kỹ, ủi kỹ lắm, chi tiết cho người ta làm cũng kỹ lắm, xưởng bên này làm kỹ. Xong hết mẫu cho em.